Dũng Người Quê xin chào các bạn nhé. Hôm nay ăn nướng. Đây là nướng có thịt đây. Thịt đây nha. Thịt lợn đây. Còn cái này là cái thịt cặn. Đây là thịt không môn các bạn nhé. Ăn thêm thì có khoai và ngô các bạn nhé. Hai món đó cái tô vinh ăn cùng nhá. À có đi. À ai? Ai? Cô đây đây cô lấy đài lên nó bớt cơm để cơm để nhé, cơm thẳng mời các bạn nhé. Bớt cơm để cơm đi quên quấn rau à. Còn cái nước mặn quá chín rồi. Được. Còn không sò. Từ từ nào cũng ăn mốt mỡ đi ngon. Cực cực quá. Xì dầu một dạng. Ngon không anh? Đẹp, mua ạ. Quán này